Hello mấy bạn, thì bữa nay Phát sẽ xếp vật liệu lọc cho cái hồ lọc này. Thì cũng giống như lần trước Phát xếp thôi chứ không có gì khác hết. Nhưng mà do cái lần này là Phát phải xếp sẵn ở ngoài để Phát đút cái lọc vô trong cái kệ là xong luôn. Tại vì cái kệ này Phát làm hơi thấp, bởi vì đâm ra mọi thứ đều phải xếp ở ngoài hết, chứ không có để cái hồ vô rồi mới xếp vật liệu lọc sao được. Đó thì bây giờ xếp cũng dễ thôi đi. Đây, cái miếng này đây, cái miếng thần thánh của Phát đây. À, mấy bạn nhớ khoan lỗ cho cái này nha, tại vì nếu như mấy bạn không khoan lỗ thì nó có hơi bên trong, lúc mấy bạn châm nước vô thì nó sẽ nổi cái này lên không chìm xuống. Nhớ khoan một ít lỗ trên nó để nước nó tràn vô được, nó không có hơi bên trong cái phần trong bên ống ống. Đó, hiện nay bỏ vô. À quên, trước khi này bỏ vô thì phải bỏ cọng dây oxy vô trước. Đây, cọng dây oxy bỏ qua. Quay một tay cũng hơi khó làm. Rồi xong. Đó, bây giờ. Rồi. Kéo bông dây oxy lên. Xong. Đó, rồi kế tiếp là xếp di mát. Thì di mát Phát đã xếp sẵn rồi, giờ Phát bỏ vô nguyên cục thôi chứ không có thể làm ăn gì nữa hết. Bây giờ xếp đi mát vô ha, cái này là xếp nguyên cục sẵn rồi, giờ Phát chỉ có bỏ vô thôi chứ cũng chả có làm gì. Đó thì Phát xếp về, Phát xếp dọc, mấy bạn đừng có xếp ngang nha, xếp ngang là nghẹt á. Phát đã từng xếp ngang và Phát đã từng bị nghẹt. Đó, ấn xuống. Giờ Phát đang làm cái công việc là chuẩn bị mấy cái phụ tùng để gáp vô cái lỗ này với gáp lọc đồ này nọ. Thì bây giờ Phát sẽ quấn băng keo lụa vô đây. Mấy bạn nhớ phải quấn băng keo lụa vô trong cái phần này nha. Tại vì nếu như mấy bạn không quấn á là nó sẽ bị trì nước, tại vì hồ mình đâu có dán keo đâu. Mà quấn băng keo lụa cũng phải biết quấn, thứ nhất là quấn không được quá dày, thứ hai là cũng không được quấn quá mỏng. Quấn quá dày thì nó bị côn, bị côn thì nó đâm lên nó vẫn không sát. Mà quấn quá mỏng thì bạn siết vô răng nó ăn vô thì nó cắt, nó nghiến nát hết cái băng keo lụa của mình, thì đâm ra cũng không ấy. Đó, thì quấn xong, nó quấn như vậy, quấn nhẹ nhẹ mỏng mỏng thôi. Đó, xong mình quấn băng keo lụa xong thì tới cái phần này là dọc cái miếng này vô. Đó, giống như đeo bao vậy. Đó, rồi. Đó, chết mẹ rồi. Đó, nó quấn xong cái này thì cái phần này nó sẽ nằm trong cái lỗ này nè, thấy không? Nó nằm vậy ép xuống. Rồi bên ngoài chúng ta phải có thêm một miếng ron nữa để ịnh lên vậy, siết vô ha. Ok, giờ Phát sẽ đút cái lọc này vô bên trong cái kệ này. Sẽ khiêng cái hồ này để lên trên cái kệ, Phát mới tiễn bạn này qua để khiêng hồ vô hát. Hello mấy bạn, đó bây giờ Phát đang châm nước cho hồ dưới để cho tự máy bơm nó bơm lên hồ trên. Đó, để cho mấy bạn thấy nguyên lý của nó hoạt động ra như thế nào. Thì Phát đang châm nước hồ dưới. Đó, đang châm hồ dưới nè. Đó, máy bơm thì kỳ này Phát đi đường ống á, nó như vậy đó, từ dưới đi lên xong đi qua, xong lát xuống Phát sẽ quay cái đoạn nó đi xuống cho mấy bạn coi.
sẽ bị ép qua đó, sẽ đi qua đây ha, đi qua đó, đi xuống đây, nó đẩy lên cái lỗ này đi xuống đó, đi xuống như này đó. Xong nó đi tràn qua đây nè, thấy không? Đó, nó tràn qua đây xong nó móc xuống dưới, nó móc qua đây nè, móc qua đây xong đi lên tràn qua đây. Thì cái này lát Phát sẽ bỏ canet vô cái ngăn này nè, Phát sẽ bỏ canet vô đó, rồi nước lại đi lên trên hồ trở lại đó, nó chỉ có vậy thôi. Ok mấy bạn nha, vậy là bây giờ mình đã làm xong một bộ hồ 90, 50, 50. Và tất cả các bước từ đi ống cho tới xếp vật liệu lọc cho tới vận hành nó như thế nào là mình quay hết cho mấy bạn coi rồi. Nếu các bạn thấy hay hãy like và share clip này cho mình nha. Peace. Ok mấy bạn, vậy là mình đã hoàn tất xong bộ hồ 90 x 50 x 50. Và full tất cả các giai đoạn Phát đã quay lại cho tất cả các bạn xem, từ dán hợp overflow cho tới dán lọc rồi cho tới đi đường ống rồi đặt vật liệu lọc, sao Phát đã hướng dẫn và giải thích rất là rõ cho mấy bạn hiểu rồi. Nếu như các bạn thấy hay hãy like và share clip này dùm Phát nha. Cảm ơn mấy bạn. Peace.